Bạn, chào mừng các bạn trở lại nhóm review. Tiếp theo cái chuỗi video về khoảng cách truyền của một số module RF thì hôm nay nhóm review sẽ giới thiệu với các bạn là module RF24L01. Đây, như bạn thấy thì ở đây mình đang có hai module RF24L01 loại có anten. Ở đây mình sử dụng hai kit pick V1 new. Đây, một kit này sẽ làm nhiệm vụ phát. Thì kit này sẽ phát liên tục tín hiệu ra. Đấy, nó sẽ truyền tín hiệu đi liên tục. Còn module thu này thì cứ khi nào mà còn nhận được tín hiệu từ phần phát này thì chúng ta sẽ có một con led ở đây nhấp nháy. Đấy, thì tí nữa mình sẽ cầm module thu này để di chuyển đi để chúng ta test thử khoảng cách, và mình sẽ bật module phát lên để cho nó phát liên tục. Thì đây mình sẽ test thử cho các bạn xem. Đây, bật module thu này, như các bạn thấy là module phát khi mà chưa chạy thì module thu của ta sẽ không có led blink. Đây, sau khi mình bật module phát lên thì các bạn thấy là chúng ta có một con led màu xanh dương ở đây đang blink đây. Thì mình sẽ tắt module phát đi này. Đấy, thì bạn thấy là led đây dừng này. Đấy, bật lên này. Thì led chúng ta lại tiếp tục nháy này. Đây, sau đây bạn của mình sẽ mang module thu này và di chuyển để chúng ta test khoảng cách thực tế của module này. Đây. Đây, như các bạn thấy thì bạn của mình đang di chuyển lên kia, khoảng cách chúng ta đây là vào khoảng 60m, hơn 60m gì đấy. Vẫn đang tiếp tục di chuyển thì có nghĩa là module chúng ta vẫn đang bắt được. Hiện nay trên thị trường thì đang có, trên các diễn đàn thì đang có khá nhiều cái tranh cãi về cái khoảng cách truyền thực tế của một số cái module RF này, thì nhóm review đã quyết định thực hiện cái chuỗi video này để test khoảng cách thực tế cho các bạn. Sáng em có thể di chuyển cho khuất một cây được không? Đây, như các bạn có thể thấy thì ở đây là chúng ta có môi trường cũng khá là nhiều vật cản, đấy là cây cối, và ở đây cũng có một số công trình xây dựng. Thì hiện tại khoảng cách của chúng ta rơi khoảng 80m. Đấy, thì đối với module mà có sử dụng anten của chúng ta thì vẫn đang bắt được. Ok, em thử em đưa cái module lên cao xem nào. Cái việc sử dụng những cái module này thì các bạn cũng chú ý về cái phần anten phát của nó, thì các bạn nên để cho nó hướng theo chiều lên trên, tại vì sóng chúng ta sẽ truyền đi ngang. Đấy, như vậy thì với cái module RF24L01 này, theo như data sheet của nhà sản xuất đưa chúng ta thì khoảng cách truyền thực tế của nó là 100m. Thì như nhóm mình test thực tế ở đây thì chúng ta vẫn đang đạt được cái khoảng cách 100m với điều kiện là khá là nhiều cây cối ở đây. Ok, còn bắt nữa không em ơi? Còn nhá. Nhưng mà phải quay em xem phía phát nhá. Rồi, ok. Đấy, như các bạn có thể thấy thì cái phần tín hiệu RF của chúng ta khi mà truyền đi thì nó sẽ là dạng là sóng ngang, nó sẽ truyền đi. Thì các bạn sẽ phải hướng cái phần anten của chúng ta lên trên và cố gắng là để làm sao để cho cái
hai cái anten của chúng ta, cái phần thu và phần phát hướng về phía nhau thì nó sẽ đạt được cái khoảng truyền tối đa. Rồi ok đấy em nghĩ là phải được cỡ gần 200 mét rồi đấy, em có thể quay lại rồi đấy. Ok nhá, em quay lại đây. Đây như các bạn thì thấy thì bạn của mình đã cầm cái mô đun đi khá là xa. Đây chúng ta sẽ thấy mình đang zoom là 5,2 lần và đây chúng ta có thể thấy bạn mình đang di chuyển về phía này. Đấy. Chúng ta có khoảng cách khá là xa ở đây. Đấy thì theo với cái thông số của nhà sản xuất đưa chúng ta thì mô đun này chúng ta có thể hoàn toàn là chuyển được khoảng cách của chúng ta là 100 m, với điều kiện đây chúng ta có một số vật cản khá đáng kể là chúng ta có rất là nhiều cây cối ở đây. Tiếp tục là cũng là mô đun RF24L01, nhưng chúng ta ở đây có loại là 8 pin và không có anten rời. Đây chúng ta thấy cái anten tích hợp trên PCB. Thì đối với mô đun này thì thông thường thì khi sử dụng mình sẽ hàn thêm một tụ hóa 47mm vào hai chân nguồn để đảm bảo tính ổn định trong quá trình truyền nhận. Đấy thì các bạn có thể thiết kế luôn là trong quá trình mạch hoặc là các bạn hàn lên như mình cũng được. Đây như các bạn thì thấy thì mình vừa mới phải setup lại vị trí của cái mạch phát một chút. Chúng ta vẫn cần phải hướng anten của hai cái module này về phía nhau thì nó mới đạt được khoảng cách chuyển của chúng ta. Đây thì mình đã treo cái phần phát của mình lên rồi. Đây. Thì bạn mình đang đứng ở kia. Đây. Đây. Các bạn thấy thì ở đây cũng là đang là truyền ở cái không có vật cản. Gần như là đang không có vật cản ở đây. Đây. Mô đun thu của mình thì mình không hề tác động gì cả, vẫn để nguyên ở vị trí đấy thôi. Đấy. Bạn mình thì đang di chuyển ở phía kia. À, đây là mình đã zoom 4 lần. Đấy, bạn mình đã bắt đầu di chuyển vào khu vực mà chúng ta sẽ bị một số vật cản là cây cối. Còn ông Sang ơi. Đấy. Như bạn thấy thì sau khi mà điều chỉnh anten của hai module hướng về phía nhau đấy, và đặt nó ở vị trí cao một chút thì chúng ta có khoảng cách thu phát cũng khá là tốt. Còn không? Di chuyển tiếp, lùi em lùi tiếp xem còn được thêm nữa không nào. Đây như bạn thấy đây thì chúng ta vẫn đang đạt được khoảng cách là khoảng trên dưới 100 m. Từ đây lên đến chỗ bạn mình. Đây. Đây thì với cái khoảng cách truyền là 100 m của nhà sản xuất đưa chúng ta thì ở trong điều kiện thì vật cản chúng ta ở đây chủ yếu là vật cản và chưa có phần các xung nhiễu thì khoảng cách chúng ta vẫn đạt được là khoảng hơn 100 m. Đấy. Các bạn thể quan sát là bạn mình đã đi khá là xa. Đây. Ok, như các bạn thể thấy thì cái khoảng cách truyền là 100 m đối với module RF24L01. Kể cả là đây mình đang sử dụng là loại anten tích hợp trên PCB hoặc là loại có anten rời ở kia thì chúng ta hoàn toàn có thể đạt được cái khoảng cách truyền là 100 m ở điều kiện vật cản chúng ta chủ yếu là cây cối. Đấy, chưa có các cái xung nhiễu công nghiệp ví dụ như là máy móc hoặc là xe cộ thì ở đây cũng khá là xa đường. Video của nhóm mình hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.